danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa thuộc cuốn sách ngữ văn lớp 7 tập 1 bộ sách cánh diều. Ngày hôm nay cô cùng các em chúng ta sẽ đi thực hành đọc hiểu văn bản với nhan đề sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển. Ở bài học này, chúng ta sẽ chuẩn bị nội dung đọc như sau. Các em hãy đọc trước văn bản nghị luận sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển, tìm hiểu thông tin về tác giả Phương Liên. Chúng ta sẽ liên hệ với những hiểu biết của mình về tác phẩm Bạch Tuộc trích Hai vạn dặm dưới đáy biển của Beckner mà chúng ta đã tìm hiểu ở bài 3 để tìm hiểu thêm về văn bản nghị luận ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu đôi nét về tác giả Lê Phương Liên. Tác giả Lê Phương Liên là một nhà văn, sinh năm 1951 tại Hà Nội. Bà có rất nhiều tác phẩm được chú ý như Khúc Hát Hạnh Phúc, nhà xuất bản Hà Nội năm 2002, tác phẩm Én Nhỏ của nhà xuất bản Kim Đồng năm 2013. Bà đã được nhận nhiều giải thưởng như là Giải thưởng Trung ương Đoàn, Giải thưởng Bộ Giáo dục năm 1970 cho truyện ngắn Câu hỏi trẻ thơ, Huy chương vì sự nghiệp văn học, nghệ thuật Việt Nam năm 1997. Bà có rất nhiều những sáng tác dành cho thiếu nhi. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần 2 là phần đọc hiểu. Sức hấp dẫn của Hai vạn dặm dưới đáy biển nói về khát vọng của những người với biển cả mênh mông, rộng lớn, giá trị nhân văn sâu sắc của cuốn tiểu thuyết vĩ đại này với hiện tại và tương lai. Vậy thì, nội dung chính của văn bản này là gì? Cô cùng các em đi trả lời cho câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong trang 91. Câu nào là ý kiến của tác giả nêu trong phần 1? Ở phần trả lời câu hỏi giữa bài này, nhiệm vụ của các em là theo dõi quá trình đọc văn bản và những câu hỏi xuất hiện bên cạnh quá trình mà chúng ta đọc. Cô gợi ý câu hỏi 1 như sau. Câu nêu ý kiến của tác giả trong phần 1 đó chính là câu: tác phẩm của nhà văn Jules Verne hấp dẫn bạn đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố ly kỳ mà còn bởi tính nhân văn. Chúng ta bước sang câu hỏi số 2 với nội dung như sau. Phần 2 phát triển ý kiến nêu ở phần 1 như thế nào? Vậy thì những cái phần mở đầu tác giả giới thiệu, phần tiếp sau tác giả sẽ triển khai vấn đề của mình. Vậy thì phần 2 phát triển ý kiến nêu ở phần 1 như sau. Đầu tiên là tác giả nêu lên khát vọng được khám phá biển cả, đại dương mênh mông là khát vọng muôn thuở của nhiều dân tộc. Tiếp đến là tác giả đưa ra chi tiết thuyền trưởng Nemo là hình ảnh đại diện cho người anh hùng mạnh lý tưởng cao đẹp. Đó chính là hai nội dung chính tác giả phát triển ở trong phần 1. Ở phần 2, chúng ta sẽ cùng cô đến với câu hỏi số 3. Chú ý những nhận xét của người viết về tác giả Beckner. Các em hãy tìm những câu mà tác giả nêu lên những nhận xét của mình. Cô gợi ý như sau. Câu đầu tiên tác giả nhận xét: Beckner là người mang những sáng tạo kỳ vĩ, mang tính khoa học viễn tưởng, là người am hiểu sâu rộng về địa lý, thế giới, sự am hiểu cặn kẽ về kiến thức vật lý, về như là toán học, này, sinh học, lịch sử, tự nhiên và xã hội. Khép lại câu hỏi số 3, chúng ta sẽ cùng cô đến với trả lời câu hỏi số 4. Nội dung phần 4 liên quan gì tới nhan đề văn bản? Nội dung phần 4 là gì? Các em hãy theo dõi vào trong sách giáo khoa để chúng ta tìm hiểu. Cô gợi ý như sau. Nội dung phần 4 thể hiện những điểm hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển có liên quan trực tiếp tới nhan đề văn bản. Chúng ta sẽ cùng cô đi giải đáp câu hỏi số 5. Nội dung chính của phần 5 là gì? Đọc kỹ phần 5, chúng ta có thể khái quát nội dung chính như sau. Phần 5 nêu lên giá trị của những tác phẩm văn học mà Wagner để lại sẽ còn mãi với thời gian và sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Câu hỏi số 5 này cũng chính là câu hỏi khép lại phần trả lời câu hỏi ở giữa bài quá trình mà chúng ta đọc hiểu văn bản. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang phần 3 là trả lời những câu hỏi cuối bài. Đầu tiên là câu hỏi 1 trang 93. Nhan đề văn bản cho em biết vấn đề trọng tâm mà tác giả muốn nêu lên là gì? Đây chính là một văn bản nghị luận. Đọc tên nhan đề, sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển, chúng ta có thể khái quát được vấn đề nghị luận như sau. Vấn đề trọng tâm chính là tìm hiểu về sức hấp dẫn và những giá trị sâu sắc của tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, các em ạ.
Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 2, là chúng ta hãy tóm tắt nội dung các phần văn bản bằng cách nêu lên 1 đến 2 câu hỏi ngắn gọn cho mỗi phần theo mẫu ở trên màn hình cũng như là các em theo dõi trong sách giáo khoa. Ở đây cô người ta đã gợi ý cho các em phần 1 là những câu hỏi tác phẩm Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển viết về ai, về sự kiện gì, điều gì tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩm. Tương tự như vậy, phần 2, 3, 4, 5 các em sẽ khái quát nội dung chính thành những câu hỏi. Cô gợi ý như sau. Ở phần 2 chúng ta có thể nêu lên câu hỏi để khái quát nội dung như sau. Khát vọng của con người với biển cả mênh mông là gì? Hình ảnh thuyền trưởng Nemo xuất hiện trong tác phẩm như thế nào? Như vậy, qua hai câu hỏi này chúng ta có thể xác định được nội dung chính của phần 2, đó chính là khát vọng của con người với biển cả mênh mông và hình ảnh của thuyền trưởng Nemo, đúng không nào các em? Tương tự như vậy, chúng ta sẽ khái quát phần 3, tài năng của tác giả Wagner được thể hiện như thế nào? Phần 4, giá trị sâu sắc của cuốn tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển là gì? Phần 5, giá trị của những tác phẩm văn học mà Wagner để lại là gì? Chúng ta có thể đặt ra những câu hỏi để trả lời cho nội dung chính của từng phần. Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 3. Theo tác giả bài nghị luận, những giá trị nhân văn trong tác phẩm của Wagner được thể hiện như thế nào? Vậy thì những giá trị nhân văn là gì? Và những giá trị nhân văn đó thể hiện trong tác phẩm của Wagner như thế nào? Những giá trị nhân văn có thể nói là những giá trị mang cái tinh thần của dân tộc cao cả, mang tình người, mang cái sự đồng cảm, sự thương cảm, đúng không nào các em? Như vậy, những giá trị nhân văn trong tác phẩm của Wagner được thể hiện qua khao khát muốn tìm hiểu, muốn sống chung với biển cả của nhân loại, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng cô bước sang câu hỏi số 4. Văn bản này giúp em hiểu thêm được gì về văn bản Bạch Tuộc trích tiểu thuyết Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển đã học ở bài 3? Chúng ta sẽ dựa vào văn bản Bạch Tuộc và văn bản nghị luận ngày hôm nay chúng ta học để chúng ta sẽ tìm hiểu những hiểu biết mà chúng ta đã học được ở trong văn bản này nhé. Văn bản này giúp em hiểu về văn bản Bạch Tuộc. Nó không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu, mạo hiểm, mang lại cho ta những cảm xúc nhất thời. Hơn hết, nó mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện khao khát chúng ta muốn tìm hiểu, muốn sống chung với biển cả của nhân loại, đúng không nào? Con người chúng ta hòa mình với biển cả, hòa mình với thiên nhiên để có một cuộc sống thanh bình, cuộc sống được khám phá được mọi điều ở đại dương mênh mông, đúng không nào các em? Như vậy tác phẩm này đã giúp chúng ta biết được những câu chuyện và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khao khát muốn khám phá biển cả của nhân loại. Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi khép lại toàn bộ bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.